Bây giờ có nói bà con xa, chuyên gia gần gần. Vậy coi như mình lo cho con cái rồi, rồi cách thân với nhau rồi. Coi như mình trong nhà. Nhỏ đi, chưa biết đeo một cái này, giờ chỉ định đâu có cái này. Cái nhà nhau, rồi đi đâu cũng phải đi. Dạ. Rồi hai chồng nói đây nha, không chưa? Hai chồng nói đây cái tay ông bà vợ kìa lên, đúng rồi. Cười hai chồng nghe cái đầu sách xách vô miếng đi. Hai chồng xách đầu sách vô miếng đây, ok. Không ai cho mượn chút của mình cái. Rồi cười nha, ngó tôi nè, ngó tôi nè, ngó tôi nè. Ok rồi, tiếp. Để cái tay. Xui đâu? Giao tay nào? Giao tay nào? Cái này đổi bên. Đứng sáng tác luôn rồi.
Rồi cô dâu rể ngó mừng ngó máy con nha. Ok, xin được cho thấy gì. Rồi hai ông đứng dậy ha, hai ông đứng dậy. Rồi bắt hai bắt gái bắt tay đi. Hai bắt gái. Thế là cũng vậy đó mà cũng bắt tay. Ok. Bắt tay đứng dậy bắt tay đứng dậy con ha. Rồi ok rồi ngón máy con ha. Ok rồi. Vậy còn xong nữa còn ngủ tiền trà nước bây giờ hết. Ăn xuống da là cao nha. Cho rồi mình kia. Cháu cầm trao rồi cho cháu này rồi chụp hình cái nữa để ngoài luôn để ngoài luôn đó là con đi ở đó thì nhắn dạ rồi ok nói con nhận được tối còn trao lại cho ông rồi về cắt kỹ đó không bây giờ rồi cho mấy anh tới luôn quả bởi giờ con qua đây trình qua bà đi nha đưa hàng vô để qua đây con cầm luôn con cầm luôn con cầm luôn dạ rồi cái này con máy rồi vô rẻ Rồi đừng có đẩy nóc lại nha. Rồi cứ dở đem dở quả để luôn vậy. Dở đi như lại. Dở đem bỏ nắp xuống rồi đúng rồi. Rồi hai chồng bơi quả lên. Rồi hai chồng sát chỗ này sát chỗ nào. Rồi hai chồng cười tươi nha. Ok rồi. Giờ hai chồng
vợ bỏ lên. Ông ơi, cứ ngó chuông ngó ngó máy nha, ông đừng ngó đâu. Rồi hai chồng nó sát đầu luôn nè. Rồi cười. Ok rồi. Đây chuyện của sao rồi. Cái rẻ này cái ngọt dầu con rượu đẩy lắm. Có một người đẩy con rượu có một cái con rượu có đẩy cái mà cái tay thay rượu đẩy có cái rồi cứ giỡn cứ giỡn anh vợ cứ giỡn giỡn luôn giỡn luôn rồi. Rồi sắp hai cái cây trà thì mình cho xây chữ lên mình rồi cứ vậy thôi cứ vậy thôi cứ ok hai chồng ngó nè cười một cái đầu sắt vô nè ok rồi giờ dựng hai trụ thì mình ha đi đâu anh rồi ha thi ra làm hai rồi ok rồi cứ để vậy rồi hai chồng ngó cười nha ok ok rồi thu lấy cặp luôn để có bánh kem á bánh kem đó. góc nào góc nhỏ thôi. Góc gì là mày móc nổi bự quá, dám lên mày nổi. Vừa thôi, cắt méo ở đây nè. Gọn gọn thôi, đặt nó móc lên mới được. Cái dĩa kêu cái dĩa chừng ngọt quá rồi đi đây đi dạ 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 rồi sắp xong rồi các bạn ơi. Ôi,
làm nhà gái. Khi là họ nhà gái thì lại dùng bộ tiền. Ai chụp cái món anh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.